Trong những ngày cả nước thực hiện biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người dân lại sống chậm hơn một chút. Công việc bị ảnh hưởng phần nào khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người nghèo gặp vô vàn những khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà người nghèo bị bỏ lại như câu nói của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch. Không để ai bị bỏ lại phía sau, chính vì vậy, thời gian qua rất nhiều tổ chức từ thiện, Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay vượt qua đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo được thiết kế như một cây ATM rút tiền làm nhiều người thích thú. Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác là lời ngỏ dễ thương của những địa điểm phát lương thực. Thực phẩm miễn phí cũng như điểm phát gạo độc đáo đó là ATM gạo dành cho người nghèo trong những ngày cách ly xã hội. Lâu nay mọi người thường nghĩ máy ATM chỉ nhả tiền, nhưng hiện tại đã có máy ATM nhả gạo. Đặc biệt hơn nữa là nhả gạo phát miễn phí cho người nghèo ở Sài Gòn, mỗi người được nhận một bịch gạo khoảng 1.5 kg sau mỗi lần bấm nút từ máy ATM gạo. Đây là máy ATM gạo do anh Hoàng Tuấn Anh, chủ một công ty về cảm biến vân tay ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chế tạo ra. Ý tưởng ATM gạo xuất phát từ những vật dụng do công ty mình làm ra. Anh Tuấn Anh đã tận dụng để sáng tạo một chiến máy tự động phát gạo miễn phí cho người nghèo. Người hoàn cảnh khó khăn sẽ có hai hệ thống quan sát người nhận gạo ATM gạo ở vị trí phía trên cao và ngang máy phát. Chia sẻ về ý tưởng, anh Tuấn Anh cho biết nếu phát thủ công thì có thể dẫn đến tập trung đông người, rất dễ xảy ra việc lây lan dịch bệnh, vì vậy để hạn chế tập trung đông người, anh đã chế tạo ra máy phát gạo tự động giống như máy ATM để phát cho người dân. Đặc biệt hơn, tổ chức từ thiện này cũng tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch bệnh, đó là người nhận gạo đứng cách nhau từ 1.5 đến 2 mét. Trong khi chờ, vị trí đứng đã được đánh dấu sẵn trên vỉa hè, người phát và người nhận không tiếp xúc với nhau sẽ tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy chúng tôi đã sáng chế máy phát gạo tự động này để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. C. Ấu tạo máy bao gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo. Khi một người tới nhấn nút, gạo sẽ tự động theo đường ống được nối trong với thùng chứa gạo đến túi ni lông đựng gạo được người dân cầm sẵn. Anh Tuấn Anh chia sẻ, người nhận gạo sẽ đứng theo từng ô đã được thiết kế sẵn trước ATM gạo. Khi đến trước máy ATM gạo, đầu tiên người nhận sẽ lấy bịch ni lông được treo sẵn bên phải. Theo anh Tuấn Anh, máy ATM gạo có gắn hệ thống cảm biến và camera để quan sát người nhận gạo. Có nhân viên của công ty trực quan sát qua camera để kiểm soát tình hình trật tự và lượng gạo còn bao nhiêu trong bồn chứa 500 lít. Từ đó tiếp thêm gạo, hệ thống sẽ hoạt động 24/24 giờ để phục vụ người dân. Đây là địa điểm phát gạo miễn phí đầu tiên do công ty thực hiện. Dự kiến trong thời gian tới sẽ kêu gọi các mạnh thường quân chung tay mở thêm nhiều địa điểm phát gạo tại các quận khác bằng công nghệ tự động này. Theo anh Tuấn Anh, có thể phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đến hết mùa dịch. Đến khi nào mọi công việc trở lại bình thường với người dân, sau đó, để túi ni lông vào bồn dưới vòi ống nhựa nơi gạo chảy ra rồi dùng tay bấm vào nút bên cạnh. Sau đó gạo sẽ tự động chảy ra từ ống nhựa, mỗi lần sắp hết gạo, đơn vị từ thiện sẽ tiếp tục tiếp thêm gạo vào bồn chứa 500L ở trên tầng cao. Hầu hết người đến nhận gạo đều là người nghèo, người khó khăn trong cuộc sống vì dịch COVID-19 khiến họ mất việc. Khi đến mọi người phải rửa tay sát khuẩn được đặt sẵn tại đó trong lúc đúng chờ theo từng ô với khoảng cách 2 mét khi nhận gạo. Do người dân đến ngày càng đông nên đơn vị từ thiện đã thiết kế thêm miếng dán vị trí khoảng cánh đứng chờ trên vỉa hè để tránh tập trung đông người. Nếu ai khó khăn cứ đến lấy một phần, việc làm từ thiện này có thể giúp một gia đình nghèo ổn hơn vài ngày. Khá nhiều người già có hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo, trong ảnh một cô hàng xóm dẫn bà cụ sống cùng cháu đến nhận gạo miễn phí. Lời kêu gọi chung tay vượt qua đại dịch của đơn vị từ thiện phát gạo miễn phí cho người dân. Tất cả mọi người đến nhận gạo đều đeo khẩu trang, nếu ai khó khăn cứ đến lấy một phần. Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Điểm phát gạo miễn phí hoạt động 24/24 cho người nghèo, làm theo cái bước sau: 1. Nhấn chuông chờ xác nhận. 2. Để bao vào bò. 3. Gạo tự động chảy ra. Lưu ý, mỗi người tối đa một bao gạo, đứng cách nhau 2 mét. Gạo chỉ phát cho người có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn. Điểm phát gạo miễn phí hoạt động 24/24 cho người nghèo, làm theo cái bước sau: 1. Nhấn chuông chờ xác nhận. 2. Để bao vào bò. 3. Gạo tự động chảy ra. Mình thấy cái mô hình
phát gạo truyền thống nó có một cái nhược điểm trong cái mùa dịch đó là tụ tập đông người, và trong cái thời gian nhất định thì mình suy nghĩ rằng cái mô hình là mình làm trong cái ngành nhà thông minh và cái khóa điện tử thì mình sẽ có những cái phần mà tự động hóa, như là cái mô hình này là phát gạo theo công nghệ mới thì mình sẽ phát gạo 24/24, thì những người mà có nhu cầu thì lúc nào họ tới cũng được, để tránh trường hợp là tạo cái đám đông. Và nên cái này nó tự động hoàn toàn, ví dụ như là một người ta tới đứng đây để xếp hàng ở cái khoảng cách là bắt buộc phải 2 mét mỗi người, và khi mà họ nhấn chuông hoặc ở đây nó có cái chuông cửa thông minh thì mình sẽ cảm ứng được, ví dụ như có người ở đây thì nó sẽ cảm ứng, nó báo điện thoại thì mình sẽ có người trực cái tổng đài đó, thì là trực 24/24. Dù như mình có một điểm là có 100 điểm thì mình chỉ cần khoảng 3 người trực thôi cho 3 khung giờ khác nhau, thì khi mà có người ở đây thì gạo nó sẽ chạy ra. Thì cái vấn đề này nó có hạn, thứ nhất là nó hạn chế được vấn đề tụ tập đông người, cái thứ hai là nó hạn chế được là một người nhận nhiều lần thì có camera mình quan sát thì mình sẽ xác nhận là cái người đó là có nhận chưa. Cái vấn đề thứ ba nữa là mình chọn lọc những người, ví dụ như là họ sang trọng họ kia thì mình không có phát hiện người đó, hoặc là những người cái trường hợp đó, họ mặc đồ sang trọng thì mình có thể đặt những câu hỏi cho họ ở sao họ khó khăn, nhiều khi có thể là họ thất tục hoặc họ thất nghiệp mà họ không có cái nguồn tiền là dự trữ đó, thì cái đó cũng là một cái đối tượng mình có thể giúp đỡ. Và mỗi lần mình phát vậy là khoảng 1 ký mấy để vừa đủ cho một gia đình có thể ăn được trong vòng khoảng 1 phút. 1. Nướng chuông chờ xác nhận. 2. Để bao vào đò. 3. Để tự động chuyển qua. Lưu ý, mỗi người tối đa 1 bao gạo, đứng cách nhau 2 mét.